Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá siêu phẩm truyện trọng sinh tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Bộ truyện kể về cuộc sống của Thẩm Diệu sau khi trọng sinh về tuổi 14. Hãy cùng nhau thưởng thức và khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Hãy cùng bắt đầu nhé. Chương 132, Trọng trấn La Gia Quân ngoài trời mưa gió gào thét, trong sảnh thầm rượu ngồi một góc, ung um dung uống trà, giống hệt một tiểu thư vô tư không màng chuyện đời, đang ngồi chờ nhà bếp làm xong món thịt dê rồi cùng cả nhà quây quần ăn bữa cơm tối. Sắc mặt la lăng trầm trọng làm la táp chú ý, hắn theo ánh mắt la lăng nhìn về phía thầm rượu, căng thẳng hỏi đã xảy ra chuyện gì. La lăng không để ý tới hắn, cũng không đưa ra ý kiến cho thuộc hạ mà đến trước mặt thầm rượu, nói biểu muội mời ngươi vào trong nói chuyện lăng ca ca có việc gì cứ nói ở đây đi thẩm diệu đặt chén trà trong tay qua một bên mỉm cười nhìn hắn nếu có chuyện xảy ra muốn tránh cũng không tránh được la thiên và la đàm thấy thế vội chạy tới động tĩnh lớn như vậy mã thị và dư thị bắt đầu chú ý cứ nghĩ thẩm diệu và la lăng đang cãi nhau các nàng tất nhiên muốn thiên vị con gái dư thị bước đến trừng mắt với la lăng nói lăng nhi ngươi đừng làm kiều kiều sợ La táp nghe vậy cười nhạo, còn chưa biết ai hù dọa ai đâu. Lam ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Thiên tuổi còn nhỏ, nói chuyện không suy nghĩ sâu xa, trong lòng nghi hoặc cái gì thì lập tức hỏi ngay. La Là Lang nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu khẽ mỉm cười với hắn, giống như đã biết rõ hắn sắp nói chuyện gì. Nhưng sự bình tĩnh thong dong như nắm chắc hết thảy của nàng làm hắn nao nao. Một lát sau hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, tướng giữ thành cấp báo, người đột quyết sắp công thành. Cái gì, là đàm sợ hãi kêu lên, thấy thanh âm quá lớn, nàng lập tức che miệng. Những lúc như thế này kiêng kỵ nhất là lòng người dao động, hiện tại mọi người tụ tập ở đây là vì tránh mưa đá, nếu hay tin đột quyết tấn công, chắc chắn sẽ loạn thành một đống, dù có la lăng và la táp chấn thủ, nhưng một đoàn nữ quyến chân yếu tay mềm không thể tránh khỏi sợ hãi. Dư thị và mã thị xuất thân ở những gia đình bình thường, không có võ công, không có năng lực tự bảo vệ, nghe vậy thì ngẩn ngơ. Mã thị hồi thần nói, Lang Nhi, Táp Nhi, bây giờ có phải nên điều động nhân thủ bảo vệ mấy đứa nhỏ kiều kiều hay không? Phủ chúng ta có thể cầm cự bao lâu? Phụ thân ngươi khi nào sẽ trở về? Dù là người khôn khéo thành thục như Mã thị, gặp phải trường hợp này cũng cảm thấy luống cuống. Hỏi liên tiếp không đầu không đuôi, Dư thị cũng không biết làm sao, theo bản năng nói, hay là chúng ta tìm chỗ tránh đi. Sắc mặt La Đàm và La Thiên trắng bệch, từ khi ra đời đến nay họ đều sống ở Tiểu Xuân Thành, tuy từng nghe La Tùy kể chuyện đánh trận, nhưng vẫn cảm thấy chuyện đó cách họ rất xa. Người đột quyết chưa từng vào thành, nhưng nếu bọn họ vào được, tình cảnh đó sẽ như thế nào hai người biết rõ. Quân đội Minh Tề trước đây nếu đoạt được một thành trì sẽ làm gì trước tiên, hai chữ đồ thành hiện lên trong đầu, đó không phải chuyện đùa, đó là máu, là xương, là hoảng loạn đến tột đỉnh, là xác người chất cao thành núi, quân đội Minh Tề còn hành xử như vậy, Hướng chi người đột quyết tính tình hung tàn. "Biểu muội, ngươi, ngươi đoán đúng rồi." La Thiên lầm bẩm nói. Mã thị và Dư thị sừng sốt, Dư thị nhìn thầm rượu, kiều kiêu. "Đoán đúng chuyện gì?" Lúc nãy biểu muội tiên đoán khả năng người đột quyết tấn công vào thành. La Lang nhìn nàng, ánh mắt lóe lên ánh sáng, "Nếu biểu muội có đối sách, xin hãy nói với ta, đây chính là thời điểm sinh tử tồn vong a." Thái độ La Lang cực kỳ khiêm tốn. Có thể nói hắn đã bỏ qua mặt mũi. Bởi với bối phận và địa vị trong quân đội của La Lăng, không cần hạ mình thỉnh giáo một tiểu cô nương như Thẩm Diệu. Thái độ của La Lăng như vậy làm trường bối giật mình. La Lăng là đứa trẻ xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba ở La Gia, hiện giờ hắn lại có biểu hiện của một học trò nhỏ nhìn Thẩm Diệu trương cầu ý kiến. Thẩm Diệu nói, Lăng ca ca vẫn chưa nói cho ta biết tình huống bên ngoài như thế nào. La Lăng vẫy tay gọi thuộc hạ vừa đến báo tin. Thủ vệ kia đang hết sức kinh ngạc với thái độ của La Lăng, nhưng vẫn thành thật đáp, "Bẩm tiểu thư, người đột quyết đang tụ tập ở cửa thành, tướng quân vẫn chưa trở về, thủ vệ giữ thành nhân lực không đủ, hắn càng nói giọng càng nhỏ đi, xấu hổ không thôi." Thẩm Diệu không quan tâm sự xấu hổ của hắn, tiếp tục hỏi, "Bọn chúng tập học nhiều hay ít? Phân tán hay tập trung?" Mắt La táp sáng như đúc nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, thủ vệ kia nhớ lại, rồi nói, "Bọn chúng rất đông, tuy phân tán nhưng tục hạ nghe có tiếng vó ngựa chắc chắn còn có viện quân mọi người đều thấy lạnh sống lưng sắc mặt la lăng và la táp trở nên khó coi nếu vừa rồi còn ôm tâm lý may mắn hiện tại đã thấy được sự nghiêm trọng của tình hình có ngựa nghĩa là có kỵ binh người đột quyết am hiểu nhất là tác chiến trên lưng ngựa tiểu xuân thành hiện tại không có quân đội chân chính làm sao có thể vượt qua thử thách này thẩm diệu đoán không sai dương đông kích tây điệu hồ ly sơn Người đột quyết đã học được hết thảy, thậm chí còn âm thầm phát triển quân đội, đội quân này nếu đối đầu với quân đội Thẩm gia trước đây sẽ không có cơ hội chống cự, nhưng lại dư sức huyết tẩy tiểu xuân thành. Mã thị và dư thị ý thức được tình huống nguy nan, Mã thị nói, hay là gom tất cả hộ vệ lại, bảo vệ mấy đứa trẻ trốn đi. Gặp chuyện không may trước tiên phải bảo vệ người trẻ tuổi, đây là truyền thống của La gia, hy sinh người lớn, đem hy vọng đặt lên người trẻ tuổi. Đôi mắt La Đàm đỏ lên, giữ chặt tay áo mã thị nương ta không đi. bất qua thì liều mạng một trận. la thiên cắn răng trong mắt ánh lên lửa giận trong người chúng ta tốt xấu gì cũng chảy dòng máu võ tướng. chẳng lẽ lại sợ đám giã nhân này? cầm kiếm chiến đấu cùng lắm thì cá chết lưới rách. thiên nhi mã thị tức giận nói người nói hưu nói vượn gì đó. lúc này đi ra ngoài khác nào đưa đầu vào chỗ chết. nếu tình hình không xong ta và đại ca sẽ che chở các ngươi đào tàu. La Táp mở miệng, trầm giọng nói, trong phủ có xe ngựa, các người trốn ra cửa sau, đi theo quan đảo, con đường đó cây cối um tùm không sợ bị phát hiện. Không được, Thẩm Diệu đánh gãy lời mọi người. La Táp nhìn thẳng về phía nàng, người còn có cách khác. Thẩm Diệu lắc đầu. La Thiên và La Đàm thất vọng, không biết vì sao, bọn họ có cảm giác Thẩm Diệu rất có năng lực. Tuy nàng đúng là một tiểu thư gia mềm thịt non, nhưng mỗi lần nói chuyện cùng nàng, loại không khí bình yên tĩnh lặng mà an toàn xung quanh nàng làm người khác cảm thấy an tâm. Nhưng giờ phút này nàng cũng không có biện pháp. Nếu vậy cứ theo lời nhị đệ mà làm, là làng nói, trước tiên đưa các ngươi lên xe ngựa, triệu tập toàn bộ hộ vệ trong phủ đi theo. Ta và nhị đệ đến cổng thành hỗ trợ. Đây chính là muốn hy sinh huynh đệ bọn họ để tranh thủ thời gian cho ấu đệ trốn tránh. Nước mắt sư thị lập tức rơi xuống, không ngừng lôi kéo tay la lăng. Sao có thể để hai người các ngươi ở lại nơi này? Mã thị lắc đầu, chúng ta là người một nhà, nếu đi thì phải đi cùng nhau. Trong lúc mọi người đang rằng co, thẩm diệu lại lắc đầu, nói ra hai chữ không được. Biểu muội rốt cuộc ngươi nói không được cái gì, La thiên nôn nóng hỏi. Thẩm diệu quét mắt nhìn mọi người, nói, ở tiểu xuân thành, người đứng đầu chính là La Gia. Thủ lĩnh đội quân thủ thành là Lang Ca Ca và Táp Ca Ca. Người đột quyết biết rõ điều này, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu ta là bọn họ, vì nâng cao sĩ khí, ta sẽ dùng toàn lực đối phó La Gia. Chỉ cần La Gia bị diệt, binh lính trong thành sẽ lập tức mất ý chí chiến đấu, dân chúng cũng cúi đầu khuất phục. La Gia dù có muốn trốn tránh cũng không thể thoát được đâu. Nàng không hề ngại ngùng vạch rõ sự thật, La Đàm run lên, nhìn La Lăng dò hỏi, "Lăng ca ca, lời nàng nói là thật sao?" La Lăng đáp ngay lập tức, "Không sai." Cơn giận của La Táp lại bùng phát, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, nếu đã trốn không thoát, thì chỉ còn cách cầm đao chống trả mà thôi, La ra chúng ta không có người hèn nhát. Không cần nóng vội, Thẩm Diệu đột nhiên nói. Trong sảnh lập tức im lặng, La Lăng nhìn Thẩm Diệu, nhẹ giọng nói, biểu muội có rượu kế gì. Không dám nhận là rượu kế, Thẩm Diệu hết sức bình tĩnh, giữa một nhóm người hoang mang lo sợ, chỉ có một mình nàng thần sắc thản nhiên mọi người đang tập trung nghe nàng nói, phát hiện ra nàng không hề sợ hãi như bọn họ vẫn tưởng. Người la ra quanh năm ở biên tùy, đối phó với người đột quyết có thể nói là quen thuộc, giờ lại kinh hoàng hơn cả một tiểu thư nũng nịu trốn kinh thành. Người đột quyết đã tập trung trước cổng nhưng vẫn trần trừ không tấn công, điều này cho thấy họ có lo ngại. Ta nghĩ tuy đã qua nhiều năm, quân đội La Gia đã dần xuống dốc nhưng uy danh vẫn còn đó. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này hù dọa người đột quyết một phen. Mã thị và dư thị cảm thấy lời thầm diệu rất có đạo lý, lặng lặng nghe nàng nói. Là táp nhíu mày hỏi, hù dọa như thế nào? Thẩm diệu thản nhiên đáp, cha nương và ngoại tổ phụ đều là những người có kinh nghiệm trên chiến trường, họ sẽ nhanh chóng phát hiện có điểm bất thường, quay về bảo vệ tiểu xuân thành. Trước khi họ trở lại, chúng ta phải kéo dài thời gian. Nhưng phải làm thế nào? Là đảm tính tình nôn nóng, không chịu nổi hỏi, theo lời ngươi nói, người đột quyết thông minh như vậy, Bọn họ cũng biết thời gian khẩn cấp, trước sau gì cũng sẽ xông vào thôi. Người đột quyết lo ngại cái gì, chúng ta sẽ cho bọn họ nhìn thấy cái đó." Thẩm Diệu mỉm cười, bọn họ sợ quân đội La Gia vẫn còn mạnh mẽ như trước, như vậy chúng ta cho bọn họ thấy thực lực của quân đội La Gia là được." Biểu Muội, La Thiên sốt ruột nói, chúng ta tìm đâu ra binh binh a?" Thẩm Diệu mỉm cười, cái này cần mọi người phối hợp một chút. Nhưng mà ta muốn hỏi hai vị ca ca có tin tưởng ta hay không? Nàng nhìn La Lăng và La Táp, thái độ cực kỳ ôn hòa nhưng lại ẩn hiện lệ khí. La Lăng nhìn nàng, thẳng thắn nói, ta tin ngươi. Trên cổng thành, tường thành theo năm tháng tích góp không ít cho bụi. Nơi đây đã chứng kiến nhiều thế hệ binh lính thủ vệ, đời này sang đời khác giữ yên bình cho dân chúng trong tiểu xuân thành. Trải qua thời gian, tường thành đã trở nên mục nát, bờ tường có vết nứt hẳn rõ nét tang thương. Trên cổng thành, binh lính thủ vệ đi đi lại lại, cảnh giác nhìn vào khoảng không xa xa, nơi đó dần hiện lên từng ngọn đuốc cùng với tiếng vó ngựa rồn rập. Trời đang có mưa, không khí ẩm ướt nhưng từng giọt, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gò má binh lính. Người đột quyết trời sinh hung tàn, binh lính ở đây cầm chắc không thể đối kháng, mà động tĩnh này chứng tỏ có rất đông người đột quyết tụ tập trước cổng thành. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cánh cổng, vì gánh vác trách nhiệm bảo vệ vợ con, Người thân trên vai nên binh lính liều mạng đứng vững ở đây, chứ là con người ai mà không sợ hãi trước cái chết. Ngay tại thời điểm binh lính đang tự trấn an tâm lý, một người trong nhóm đột nhiên hô lên, đó là cái gì? Mưa gió không lấp được âm thanh này, mọi người nhìn lại thì thấy bên trong tiểu xuân thành, không biết từ khi nào xuất hiện cây đúc to nhỏ khắp nơi, còn có tiếng chân, tiếng vó ngựa. Hai quân đối chiến, tất nhiên có cử người tìm hiểu tin tức trong thành binh sĩ canh giữ cửa thành có thể nhìn thấy, thì người thám thính bên ngoài cũng nhìn thấy. Trong cơn mưa, đại đội nhân mã xuất hiện ngày càng rõ ràng. Tiếng chân hành quân dồn dập cùng tiếng vó ngựa càng thêm khẳng định bên trong là thiên binh vạn mã. Là la gia quân, là la gia quân, binh sĩ trên cổng thành quỳ xuống reo lên, la gia quân đã được khôi phục lại rồi. Đứng trước sự sống và cái chết, nhìn thấy hy vọng le lói, một tiếng kêu này làm mọi người nhớ đến khí thế đội quân đánh đầu thắng đó dưới chướng la tùy, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, quân giữ thành ít ỏi vài người, cũng hăng hái rút kiếm, miệng hò hét đánh đuổi kẻ địch. Trong thành có quân đội la ra, trong thành có ngựa chiến, trong thành có binh sĩ tinh thần hăng hái chiến đấu, những tin tức này làm cho đột quyết kinh sợ, người thám thính và tướng lĩnh đột quyết hồn hền trao đổi một lúc, binh mã bên ngoài dừng lại, chậm chạp không dám tiếp cận, rằng có một lúc lâu, người đột quyết mới phát giác có điểm kỳ lạ, nhưng đúng lúc này phía sau truyền đến những tiếng hô, là binh lính thật, ngựa chiến thật, mấy người thẩm tín đã trở về, lòng quân bị loạn, tướng lĩnh không kiên quyết nên dù đột quyết đông người cũng không chống được La Tùy và thẩm tín nhiều năm chinh chiến xa trường, bị đánh cho tháo chạy tan tác. trong thành trước cửa La phủ, La Lăng nghe được tin từ chiến trận thì nhẹ nhàng thở phào, cung kính ôm quyền trước mặt thẩm diệu. lần này nhờ công của biểu muội, biểu muội thật thông minh, La Thiên than thở nói, có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Thẩm Diệu bảo La Lăng triệu tập tất cả nhân thủ trong phủ, lại gọi dân chúng trong thành tập trung, đem tất cả cây đúc châm lên, mỗi người hai tay cầm hai cây đúc, lại bảo La táp đến tìm thợ rèn lấy toàn bộ móng ngựa trong các cửa hàng gõ lên nền đất tạo ra âm thanh. Người dân Tiểu Xuân thành cũng biết đây là thời khắc tồn vong, đều giả làm binh sĩ hò hét có hình có dạng, âm thanh hỗn tạp giữa tiếng gió tiếng mưa, thừa sức lừa phỉnh người đột quyết. Người đột quyết vốn sợ hãi quân đội La gia, Giờ thấy tình huống như vậy thì nghĩ đó là quân đội chính quy tinh nhuệ, do dự không đánh, trong chiến đấu để mất tiên cơ như vậy, bị thẩm tín đánh tan chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, thẩm diệu có thể bình tĩnh nghĩ ra biện pháp như vậy, đúng là đã làm cho mọi người phải rửa mắt mà nhìn. Thái độ la táp chuyển biến rất nhiều, hắn chân thành nói, lần này may mà có ngươi. Riêng là đàm đối với thẩm diệu có thể nói là tâm phục khẩu phục, lôi kéo nói, biểu muội ngươi thành thật khai báo có phải ngươi lén xem binh thư không ta nhớ trong phòng ra ra có rất nhiều binh thư kiến thức của ngươi có phải học được từ trong đó không thẩm diệu mỉm cười ta gặp may thôi kiều kiều đừng khiêm tốn mã thị nhiệt tình nói hôm nay nếu không có ngươi tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm ngươi không chỉ cứu người trong phủ còn cứu cả dân chúng tiểu xuân thành cảm ơn ngươi trong lòng thẩm diệu bật cười nàng đâu có khiêm tốn thật sự là may mắn mà nàng sống hơn người khác một kiếp, biết được Tiểu Xuân Thành bị đột quyết tấn công vào một ngày có mưa đá. Tuy ở kiếp trước, La Tùy phát hiện bẫy dập, đã quay về cứu viện, ngắn gượng giữ được Tiểu Xuân Thành, nhưng cái giá phải trả cho sai lầm này vô cùng lớn, dân chúng Tiểu Xuân Thành tử thương vô số, hết sức thê thảm. Thời điểm đó nàng đang làm gì? Nàng muốn Phó Tu Nghi vui vẻ, cố gắng học tập binh pháp. Còn dùng sự kiện này thỉnh giáo Bùi Lang, ngày đó chính Bùi Lang đã nói với nàng, người đột quyết có điều e ngại, không dám vì tiện tiến lên. Dân chúng trong thành không thể liều mạng, cũng không thể bỏ trốn, chỉ có thể dùng mưu đánh vào nỗi sợ hãi của người đột quyết, kéo dài thời gian, chờ La Tùy trở về là có thể giải quyết dễ dàng. Những lời Bùi Lang được nàng ghi vào bản chép tay rõ ràng chính xác. Thẩm Diệu không biết điều binh khiển tướng, nàng chỉ tin tưởng tài năng của Bùi Lang. Thời gian đó, nàng học được rất nhiều từ những người phụ tá có thể nói đây là lễ vật mà Phó Tu Nghi dành cho nàng không? Biểu muội thật là xấu, La Thiên không còn bất an nên có tinh thần trêu chọc thầm diệu, rõ ràng ngươi đã tính trước kỹ càng, còn giả bộ như không biết gì, làm ta sợ muốn chết. La đàm vỗ vào đầu nàng, độc ác, có con gái nhà ai như ngươi không? Nàng giống hệt tỷ tỷ thôi, La Thiên phản kích, thầm diệu im lặng mỉm cười, tất nhiên nàng đã tính trước kế hoạch, nhưng nàng muốn người nhà họ La hiểu được nếu không có la gia quân, đừng nói bảo vệ tiểu xuân thành, ngay cả bảo vệ người thân cũng không làm được. Người đột quyết tham lam, sớm muộn cũng có một ngày họ quay trở lại, nếu họ báo thù, khi đó la gia sẽ ra sao? Chỉ khi bọn họ cảm thấy nguy cơ, mới có thể thuyết phục la tùy chấn chỉnh la gia quân. Riêng phần la tùy, vì muốn bảo vệ con cháu, chắc chắn sẽ đồng ý. Với sự cố chấp của la tùy, nếu chỉ mình nàng ra mặt thuyết phục thì rất khó thành công, hơn nữa thân phận của nàng có thể làm la tùy e ngại nhưng người la ra nói thì lại khác đôi khi để đạt được mục đích phải uyển chuyển và không cần trực tiếp nói ra Kiếp trước nàng thẳng thắn chân thành muốn cái gì sẽ trực tiếp thể hiện cuối cùng đại bại mi phu nhân thì ngược lại vui vẻ chơi trò thủ đoạn khúc chiết mọi lúc mọi nơi nàng hận mi phu nhân nhưng cũng muốn học tập những thủ đoạn mà mi phu nhân đã sử dụng ngày hôm sau trời hưởng sáng Tiểu Xuân Thành hân hoan thoát khỏi kiếp nạn. Đột Quyết đại bại, nguyên khí bị tổn thương, lui về sâu trong lòng Thảo Nguyên. Có lẽ trong một thời gian dài không dám quay lại. Tuy thắng trận, nhưng không khí tại La Phủ không hề thoải mái. Lần này Đột Quyết công thành, tiên đoán của Thẩm Diệu trở thành sự thật. Có một người hàng xóm đầu trộm đuôi cướp như vậy, làm sao có thể yên tâm ngủ ngon? Sau khi biết được mưu kế của Thẩm Diệu giúp Tiểu Xuân Thành giải nguy, La Tùy càng đánh giá cao Thẩm Diệu tất nhiên thầm tín rất đắc ý, gặp ai cũng khoe khoang con gái mình giỏi hơn cả Nam Nhi. Hai ngày sau, La Tùy tuyên bố muốn trọng trấn La Gia Quân. Toàn bộ tiểu xuân thành vui mừng khôn xiết, hậu bối La Gia cũng kích động không thôi. Chỉ có thầm diệu vẫn bình tĩnh, giống như nàng đã biết trước mọi chuyện. Vấn đề tiền bạc La Tuyết nhận có chút của cải, có thể chống đỡ một thời gian, về phần huấn luyện binh lính thầm tín và thầm khâu đang ngứa tay giờ có chỗ phát huy khó khăn nhất là tập họp, tổ chức lại những binh tướng đã phân tán, bất quá mọi người đều ý thức được tình hình, người la ra cũng hạ quyết tâm, nhất thời cả thành hết sức náo nhiệt. Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua. Một ngày kia, thẩm diệu đang ngồi đọc sách, la đàm vội vàng chạy vào, đụng cả vào ghế rửa. Cốc vũ hoàng sợ, thẩm diệu nhìn la đàm, chưa kịp nói chuyện đã thấy la đàm vút ngực, hồn hình nói, biểu muội người có nghe gì chưa? Chuyện gì, thẩm diệu hỏi, chuyện của tạ tiểu hầu ra, là đàm luống cuốn khoa tay múa chân, người mà trước đây ta từng nói với người đó, là người nổi danh giỏi võ ngang hàng với khâu ca ca, lúc trước hắn xin chiếu chỉ đi Bắc Cương giết giặc, người còn nhớ không? Lòng thầm rượu nảy lên, nhìn la đàm nói ta nhớ. Lúc trước nghe tin, tạ tiểu hầu ra liên tiếp thắng trận, bức hung nô tiến vào sa mạc. La đàm nói, mọi người đều bàn luận, đến khi hắn hồi kinh, công trạng còn cao hơn cả lâm an hầu, bệ hạ chắc chắn sẽ phong hắn thành đại quan lời này không sai sau khi thầm diệu tới tiểu xuân thành thì tạ cảnh hành cũng cầm quân tiến đến bắc cương biểu hiện dũng mãnh trên chiến trường của hắn làm mọi người kinh ngạc dù là bầy binh bố trận hay trực tiếp giao thủ đều làm đối phương sợ mất mật vốn còn tưởng hắn trẻ tuổi không thu phục được quân đội tạ ra không ngờ hắn ngày càng xuất sắc liên tiếp lập được kỳ công làm binh lính nể phục mọi người đều nói tạ cảnh hành là nam nhi xuất sắc nhất minh tề tiền đồ hơn hẳn Lâm An Hầu. Ngẫu nhiên thẩm tín và La Tùy cũng nói về hắn, đều khen không dứt miệng, nói là kỳ tài thế gian. Thẩm Diệu cũng biết rõ bản lĩnh và kết cục của tả cảnh hành, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Nàng kiên nhẫn nghe La Đàm nói xong, thấy đôi mắt La Đàm đỏ hoe, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn chết rồi, La Đàm không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống, tả tiểu hầu ra đã chết rồi. Trong lòng La Đàm, tả cảnh hành là một anh hùng, nàng sùng bái hắn, giờ nghe tin người đã chết, nước mắt không dừng lại được, ta nghe được tin, hắn bị quân địch bao vây, vạn tiễn xuyên tâm, thi thể bị bọn chúng lột ra treo trước cổng thành thị chúng. Biểu muội hắn chết rồi. Hắn đã chết. Chén trà trong tay kinh chập loảng xoảng rơi xuống mặt đất, nàng kinh hoàng nhìn thẩm diệu, dù sao hai người cũng có quen biết, thẩm diệu sẽ có phản ứng thế nào trước cái chết của tạ cảnh hành. Thẩm Diệu ngồi ở trước bàn, lặng lặng nhìn La Đàm khóc lóc, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, giống như tin tức la đàm vừa nói với nàng hết sức bình thường, bình thường như kiểu thời tiết hôm nay thật tốt vậy. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy, bàn tay cầm sách của nàng siết chặt. Vạn tiễn xuyên tâm, lột ra thị chúng, kết cục giống hệt kiếp trước. Đó là hắn sao, thật sự là tả cảnh hành sao. Thẩm diệu hốt hoảng, dường như tin tức này chỉ là chuyện đùa. Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng ngày ấy ở Quảng Văn Đường, Tô Minh lãng theo chỉ thị của hắn lừa nàng ra nói chuyện. Thiếu niên kia anh Tuấn cao ngạo, yêu nhã phong lưu đi về phía nàng, trên môi là nụ cười bất hảo, đôi mắt hoa đào cười như không cười, ba phần ngả ngớn, bảy phần thử lòng, làm người ta không dò xét được. Hắn nói với nàng, thì ra là ngươi. Trường 133, hai năm sau. Thời tiết cuối xuân thường xuyên có mưa nhỏ, ngay cả đóa hoa cũng bị mưa xuân tưới lên làm óng ánh màu đỏ ướt át toàn thành tràn ngập không khí vui mừng. Từng giọt mưa từ mái hiên giỏ xuống, rơi xuống nền đá tạo nên những chiếc vương miệng long lanh, vừa thành hình đã tan biến, đáng thương mà cũng đáng yêu. Trên bậu cửa sổ, chim hoàng oanh ca múa líu lo, tiếng hót hòa cùng tiếng mưa thành một giai điệu đẹp đến không ngờ. Từ cuối hành lang, một thiếu nữ hấp tấp chạy tới. Nàng mặc chiếc áo màu hồng nhạt, chân váy thêu hoa đào, vẻ mặt người sáng đáng yêu, làn da màu lúa mạch tràn đầy sức sống. Hai tay cầm lấy vạt váy nâng lên để tiện đi cho nhanh, nhìn có vẻ buồn cười, nàng vừa chạy vừa kêu biểu muội. Biểu muội, tỷ tỷ, ngươi chậm một chút." Thiếu niên đi theo phía sau nàng hét lên, nền đá trơn, coi chừng ngã. Vừa dứt lời, thiếu nữ phía trước bị vấp, lảo đảo suýt ngã, cũng may nàng có chút võ nghệ phòng thân, mũi chân đạp một cái ổn định cơ thể, nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn thiếu niên oán giận, "La Thiên, ngậm cái miệng quả đen của ngươi lại đi." La Thiên thẻ lưỡi, phía sau hắn lại xuất hiện thêm hai người, một giọng nói bất mãn vang lên, La Đàm, người cứ như vậy coi chừng không ai thèm cưới. Táp ca ca, La Đàm sốt sáng nói, không ai thèm cưới thì ta gả cho khâu ca ca, có sao đâu. La Thiên nở nụ cười chiêu ghẹo, khâu ca ca sẽ không coi trọng con cọp mẹ như ngươi đâu. La Thiên, La Đàm muốn đuổi đánh hắn. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Thanh niên đi sau cùng cười cười, ôn hòa nói, không phải muốn tìm biểu muội nói chuyện sao, đi thôi. Cả nhóm người ẩm ý đi vào sân viện, trước cửa bạch lộ và xương dáng đang hái hoa. Nhìn thấy bọn họ vội nói, tiểu thư đang đợi mọi người ở trong phòng. Là đàm sốc rèm cửa, kêu lên, biểu muội Trong phòng không đốt trầm hương, nha hoàn chỉ hái vài bông hoa nhài cắm vào lọ, hương hoa trong veo lãng đẳng theo không khí. Trước cửa sổ có một cô gái đang ngồi, nàng mặc cẩm y theo hình chim nhạn, màu sắc hơi trầm nhưng không cảm thấy lớn tuổi mà ngược lại hết sức sang trọng, da thịt trắng nõn như ngọc thạch, nàng đang nhìn mưa xuân ngoài cửa sổ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền quay đầu để lộ ra gương mặt thanh tú động lòng người. Đôi mắt to trắng đen rõ ràng, đôi mi dài cong vút, cái môi nhỏ nhắn đỏ âu như quả dâu chín mỏng, cả gương mặt trầm tĩnh mà sáng lạng như ánh trăng. Đúng là một tiểu thư sống trong nhung lụa được nuông chiều từ bé, nhưng gương mặt ôn hòa, thái độ bình thản làm người ta có cảm giác thanh nhã, diện mạo và khí chất hoàn toàn bất đồng, nhìn như nhu nhược lại hết sức kiên cường. Nàng nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt linh động, làm tâm tư người đối diện run lên, cảnh tượng phía sau nàng dường như biến thành một cung điện nguy nga tráng lệ, còn nàng là một quý nhân cao cao tại thượng, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống mọi người. Mấy người đứng trước cửa đều nao nao, cho dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng ngẫu nhiên thần thái kia vẫn làm bọn họ kinh sợ, mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều quẩn quanh quý khí bức người là đàm là người đầu tiên phản ứng lại chạy vội vào nói biểu muội áo váy này của ngươi thật đẹp mắt rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương dù nghịch ngợm thế nào vẫn luôn thích cái đẹp thẩm diệu mỉm cười người thích thì ta cho người may thêm một bộ là đàm bĩu môi màu sắc này ta mặc không hợp chỉ có thể nhìn mà ao ước thôi nàng nhìn thẩm diệu đánh giá một chút cảm thán nói chẳng trách quý công tử ở tiểu xuân thành cả ngày cứ bám lấy lăng ca ca hỏi thăm ngươi biểu muội ngươi đúng là càng lớn càng đẹp mắt. Hai năm trôi qua, thầm rượu chậm rãi trưởng thành, hai má bầu bĩnh trẻ con dần biến mất, thay vào đó là một gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan ngày càng tinh xảo. Duy chỉ có khí chất ôn hòa kia là không thay đổi, có chăng càng thêm nội liễm, khí độ ngày càng trầm tĩnh ôn hòa hơn, đi ở trên đường luôn hấp dẫn ánh mắt người khác. Mấy huynh đệ giao hảo với La Lăng và La Táp đều vụng trộm hỏi thăm thầm rượu có hôn ước hay chưa. Tiểu Xuân Thành không thiếu mỹ nhân, nhưng khí chất xuất chúng như vậy chỉ có nàng là duy nhất. Còn phải nói, không xem đây là biểu muội của ai. Là thiền đắc ý rào rạt tiến lên, một tay chống cầm trên bàn sách đối diện với thẩm diệu, nói biểu muội bệ hạ lại cho người đem bạc tới đây à. Lại tới à, thẩm diệu vừa nói, vừa gấp sách trên bàn, là Thiên nhanh mắt, nhìn thấy tên quyển sách, kỳ quái nói tần quốc chi. Biểu muội sao lại có hứng thú xem sách nói về nước tần tùy ý xem thôi, thẩm diệu không để ý đáp. Ánh mắt la táp chợt lóe, la lăng nhìn thẩm diệu, nhẹ giọng nói, một năm trở lại đây đã ban thường rất nhiều, gần đây càng lúc càng thường xuyên, biểu muội có nghĩ ra là vì nguyên do gì không? Hắn hỏi ý thẩm diệu một cách tự nhiên, không hề ngại ngùng. Đương nhiên người trong phòng cũng không kinh ngạc, rốt cuộc bản lĩnh thẩm diệu thâm sâu đến đâu, bọn họ vẫn chưa thăm dò hết được. Nhưng bốn người bọn họ cũng ăn ý không nói lại chuyện này với trưởng bối, bởi họ tin tưởng dù thẩm diệu có bí mật gì cũng sẽ không làm hại la gia vô sự bất đăng tam bảo điện không thể bỗng nhiên mà nồng nhiệt với ngươi thẩm diệu nói thiên tử rất đa nghi quân đội la gia nhanh chóng khôi phục nếu bình thường hắn sẽ tìm mọi cách chèn ép nhưng bây giờ lại hết lòng ủng hộ chắc chắn có việc muốn nhờ nàng trầm ngâm một chút bệ hạ cố ý nâng thân phận quân đội la gia có lẽ vì lễ triều cống sắp tới mọi người sửng sốt La đàm chống tầm hỏi, thế thì có liên quan gì? Lễ triều cống ở Minh Tề, nước Tần và nước Đại Lương đều sẽ cử người đến, thế lực nước Tần và Minh Tề ngang nhau, trong ba quốc gia có thể nói Đại Lương là mạnh nhất, trong lòng bệ hạ tất nhiên bất an. Thẩm diệu lạnh nhạt nói, thẩm gia quân không còn, tạ gia quân đại thương nguyên khí, Minh Tề hiện tại không có võ tướng chân quốc, vậy phải làm sao? Vì thế bệ hạ muốn cất nhắc quân đội La Gia để uy hiếp nước Tần đừng dao động, La đàm nhanh nhẹn đáp. Thẩm diệu gật đầu. Thì ra là thế, La Thiên nói xong, sùng bái nhìn thẩm diệu. Rõ ràng là nàng bằng tuổi hắn, nhưng La Thiên lại có cảm giác thẩm diệu lớn hơn hắn rất nhiều, thậm chí nàng còn ổn trọng hơn La Lăng. Thẩm diệu chưa bao giờ kiêng rẻ trong việc phân tích thế cục triều chính, so với các trường bối nói tránh đi thì nàng trực tiếp hơn nhiều, ví như nàng nói rằng thiên tử đang nghi, lời này trường bối tuyệt sẽ không nói. Mấy tiểu bối la ra thích cùng thẩm diệu chơi đùa, nguyện ý tin tưởng nàng cũng bị hấp dẫn bởi sự thẳng thắn và hiểu biết của nàng đây cũng không phải là chuyện tốt là táp nhíu mày lên càng cao té càng đau không sai thẩm diệu nói nhưng đây cũng là một cơ hội của chúng ta biểu muội đang nghĩ đến cơ hội gì la lăng mỉm cười hỏi hiện tại quân đội la ra có chút khởi sắc bệ hạ có lòng muốn nâng đỡ tuy nói công huân càng lớn thì càng nguy hiểm nhưng hiện tại thực lực của quân đội La Gia đã đủ mạnh để bảo vệ chính mình. Chủ yếu là trong hai năm này, binh lính được huấn luyện xem La Gia là chủ nhân chứ không phải là thiên tử. Có thể nói đây là binh lực của La Gia, không phải binh lực của Minh Tề. Bệ hạ chỉ có thể nâng đỡ La Gia, cứ giữ vững điểm này là được. Trong thiên hạ đất nào không phải đất của vua, dân nào không phải con dân thiên tử, thế mà thẩm diệu lại đem La Gia và Minh Tề phân định rạch rồi. Nếu La Tùy nghe được, không biết có giận đến té xỉu hay không. Loại đại nghịch bất đạo trong lời nói này là bước chuẩn bị đầu tiên cho sự tạo phản sau này, nhưng mấy tiểu bối la ra nghe được cũng không có phản ứng lớn. Bọn họ khác với trường bối, không sinh ra vào thời điểm la ra huy hoàng, mà sinh ra vào lúc la ra bị hoàng thất vứt bỏ, bạc tình bạc nghĩa biến người la ra trở thành tiểu quan canh giữ biên thùy, trong lòng bọn họ ít nhiều có oán hận. Trầm mặc sau một lát, la tắp cuồng nhiệt nói, biểu muội nói rất đúng với tính tình của hắn, nói như vậy hiển nhiên là cực kỳ đồng ý với lời nói của thẩm diệu. La Lăng cũng không phản đối. La Thiên và La Đàm thì luôn tin phục thẩm diệu, vì thế mọi người đều có chung một nhận thức, hoàng đế ban thưởng là chuyện tốt, không cần lo lắng. Xém chút quên mất, La Đàm ghé vào trên bàn nhìn thẩm diệu, biểu mũi năm nay 16 tuổi rồi. Hôm qua có một bằng hữu của ta hỏi ngươi đã có hôn phối chưa, nếu chưa thì đi gặp ca ca của nàng một chút, biểu muội thấy thế nào dân chúng tiểu xuân thành phóng khoáng, nếu để ý cô gái nào có thể thông qua bằng hữu hỏi thăm, lấy cớ gặp mặt. La Thiên nói, người nói hưu nói vượn cái gì thế, biểu muội không gấp kết thân, người lo cho người kia, 18 tuổi rồi, sắp thành bà cô già đến nơi. Ta thì có gì phải lo chứ, là đàm hưng phấn nói, ta xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, dù đến 80 tuổi cũng không thiếu người cầu hôn. Ta chỉ quan tâm biểu muội thôi, nàng dịu ngoan yếu ớt như vậy, cả ngày bị người khác thương nhớ, chỉ bằng tìm một lang quân che chở, như vậy những người kia sẽ không tới quấy rầy nữa. Ta nói người ấy, độc miệng như vậy, về sau mới không có cô gái nào dám gả cho ngươi. Ai nói, là thiên không phục, nếu không có chẳng phải còn biểu muội đây sao? Biểu muội tâm địa tốt, nếu thực sự có ngày đó, chắc chắn nàng sẽ gả cho ta, thay ta giải vây, đúng không biểu muội? Hắn ưỡn ngược tiến lên, là đàm tát vào mặt hắn một cái, nói, ngươi không soi mặt vào nước tiểu xem bộ dạng của ngươi như thế nào, nếu biểu muội thật sự gà, là ra ta vẫn có lăng ca ca và Táp ca ca, làm gì tới lượt ngươi, không tin ngươi hỏi hai người bọn họ xem, có nguyện ý cưới biểu muội hay không. Đột nhiên câu chuyện truyền tới la lăng và la táp, la lăng sừng sốt, sắc mặt đỏ hồng, la táp ho nhẹ hai tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không khí nhất thời có chút xấu hổ. La đàm hồn nhiên không thấy, cười tùm tìm quay mặt lại nhìn thầm diệu hỏi, Biểu muội, ngươi nói một tiếng đi, rốt cuộc ngươi thích nam nhân như thế nào? Đẹp trai, nhiều tiền, giỏi võ hay là tinh thông thi từ ca phú? Thẩm Diệu nhìn La Đàm, ba nam nhân trong phòng tuy đều lơ đắng nhìn nơi khác nhưng lỗ tai lại dựng lên chú ý nghe kỹ. Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói, là người có thể đánh thắng được đại ca của ta. Ầm, ừ, một tiếng, La Thiên trượt chân té ngã, chán nản hô lên, không được không được, Khâu Ca ca giỏi võ như vậy, ai thắng được hắn a? À? không chỉ có những người ở đây bàn về hôn sự thẩm diệu, ở một nơi khác, chủ đề câu chuyện cũng chính là việc này. Trong tiểu viện, Mã Thị, Dư Thị và La Tuyết Nhạn đang trò chuyện. Thẩm Phủ và La Phủ không giống nhau, mấy chị em dâu La ra sống chung rất hòa thuận. Dư Thị hiền hậu, Mã Thị mạnh mẽ, La Tuyết Nhạn ngay thẳng, hai năm nay ba người sống chung rất tốt. Dư Thị cầm một thiệp mời trong tay, nhìn La Tuyết Nhạn nói, đây là thiệp mời của Trương Phu Nhân, mời chúng ta lúc nào rảnh thì đến trương phủ ngồi chơi. Nói đến đây, chu trừ một chút rồi tiếp, còn đặc biệt nhắn nhủ phải mang kiều kiều đi cùng. Mã thị nghe vậy cười rộ lên, nói ta đang nghĩ người mắt cao hơn đầu như trương phu nhân, ngày thường ỷ vào việc con cháu nàng đạt giải nguyên, khinh thường nhà chúng ta là võ phu thô thiền, sao hôm nay lại đưa thiệp mời đến đây. Thì ra là muốn thỉnh kiều kiều, mã thị dùng cùi trò thuốc la tuyết nhãn chiêu ghẹo, tiểu cô, Kiều Kiều còn có mặt mũi hơn cha chúng ta Thẩm Diệu ngày càng trưởng thành, trổ mã xinh đẹp, khí chất yêu Việt, người muốn cầu thân rất nhiều. Lúc trước mọi người còn nghĩ nàng là tiểu thư kinh thành đỏng đành kén chọn, nhưng trong hai năm này mọi người dần nhận ra, tính tình nàng thận trọng ôn hòa, so với những cô gái mạnh mẽ nhiệt tình ở tiểu xuân thành thì nàng càng hợp ý quy phu nhân hơn. Nhất là khí chất của nàng nếu là đương gia chủ mẫu nhất định có khả năng ổn định hậu viện, giúp chồng yên tâm phát triển, Ngoài ra hai năm nay quân đội La Gia ngày càng vững mạnh, La Gia trở thành cái bánh nhân thịt đủ để người khác đỏ mắt thèm muốn, vì thế bậc cửa La Gia bị bà mối đạp nát. Nói tới đây, Mã Thị vừa hâm mộ vừa ghen tị, một nhà có con gái trăm nhà cầu, thật là tốt, không giống đàm nhi nhà chúng ta, lớn như vậy mà cả ngày cứ hổ nháo. Đừng nói cầu thân, ngay cả người làm mai cũng không thấy bóng dáng, cứ như vậy không chừng thành gái lỡ thì luôn. Mã Thị vốn muốn vui đùa, không ngờ càng nói càng yêu sầu. Là tuyết nhãn khuyên ngủ, đàm nhi tính tình hoạt bát, như vậy mới tốt. Rồi sẽ gặp người thích hợp, tẩu tử đừng lo. Ta thấy kiều kiều mới đáng lưu tâm đây này, thiếu nữ mới 16 mà nhìn cứ như bà cụ non, không giống tính ta, cũng không giống cha nàng, chẳng biết là giống ai nữa. Tiểu cô sầu lo cái gì, mã thị giờ khóc giờ cười, kiều kiều như vậy có gì không tốt, người xem khí độ của nàng, chỉ dáng ngồi thôi đã bộc lộ khí chất cao quý. Ta thấy các nương nương trong cung cũng không có khí chất như nàng. Đây là trời sinh a. À? Không sai, dư thị cũng khen ngợi, ta và đệ muội ở Tiểu Xuân thành nhiều năm như vậy, chưa từng thấy tiểu thư thế gia nào có được khí độ như kiều kiều. La Tuyết Nhạn lắc đầu, thở dài, con gái ngoan ngoãn nghe lời tất nhiên là tốt, nhưng tuổi thầm rượu còn trẻ như vậy đã thâm trầm làm nàng lo lắng. La Tuyết Nhạn nghĩ chẳng thà tính tình thầm rượu giống như La Đàm nàng sẽ yên tâm hơn bỗng nhiên Dư Thị nghiêm túc nói, Kiều Kiều năm nay vừa 16. Nếu không trở về định kinh, sớm muộn cũng phải lập gia đình. Tiểu cô đã chọn được ai thích hợp chưa? Trước đây Kiều Kiều còn nhỏ, không ai nhắc đến, nhưng hiện tại phu nhân của Tiểu Xuân Thành đều muốn rước Kiều Kiều vào cửa, Tiểu cô nghĩ thế nào? Là tuyết nhạn sừng sốt, tính tình nàng ngay thẳng, trước đây thành thân với thầm tín cũng do nàng đích thân lựa chọn, không nghĩ những đôi vợ chồng khác có khi đến lúc thành thân mới nhìn được mặt nhau. Nghe Dư thị hỏi, nàng chố mắt nhìn, một lát sau mới nói, chuyện này còn phải xem ý Kiều Kiều. Kiều Kiều đáng yêu như vậy, tiểu cô nỡ lòng gả nàng sao? Mã thị thở dài, nàng thông minh trí tuệ, tính tình lại nhu thuận khiến người khác yêu thương, nếu là ta, ta sẽ không nỡ gả nàng, cứ để nàng ở bên cạnh, ta nuôi cả đời cũng được. Quan niệm của người ở Tiểu Xuân Thành không giống Định Kinh, họ cảm thấy nữ nhi càng ở lâu với cha mẹ thì càng chứng tỏ nàng được thương yêu chiều chuộng. Mã thị lại nói, còn nữa, Lăng Nhi và Táp Nhi cũng đến tuổi thành ra, ta nghĩ hay là. Gà kiều kiều đến nhà chúng ta có được không? Mã thị thử dò xét. Dư thị nghe vậy ánh mắt sáng lên, khẩn trương nói, vậy rất tốt ha. À? Ta thấy Lăng Nhi và Táp Nhi đều thích kiều kiều, nhất là Táp Nhi, các người đều biết ngày thường Táp Nhi rất chán ghét con gái. Nhưng hai năm nay cứ thích đến tiểu viện của Kiều Kiều, tình cảm huynh muội bọn họ rất tốt, con trai ta ta hiểu, trong lòng táp nhi nhất định rất thích kiều kiều là tuyết nhạn há hốc miệng còn chưa kịp nói gì đã thấy Dư thị lại lắc đầu nhưng mà táp nhi tính tình nóng nảy khô khan như khúc gỗ không biết biểu lộ sự yêu thương nếu kiều kiều gả cho hắn ta sợ nàng thiệt thòi vẫn là lang nhi tốt hơn lang nhi tính tình dịu dàng biết quan tâm chăm sóc lúc trước hai người chúng nó còn cùng đi đạp thanh rất vui vẻ mấy năm nay cũng có nhiều người đến làm mai nhưng lang nhi đều từ chối ta khuyên không được, nhất định hắn cũng thích Kiều Kiều. Nếu không sao cứ từ quân doanh về lại chạy đi tìm Kiều Kiều. Dư thị tự mình nói tốt, Mã thị không cam lòng yếu thế. Đại tẩu nói như ngươi thì Thiên Nhi nhà chúng ta không phải thích hợp hơn sao? Bọn họ tuổi tác tương đương, bình thường chơi chung rất vui vẻ. Thiên Nhi tuy hơi bướng bỉnh nhưng rất chi kỳ hiểu chuyện. Nhà chúng ta còn có Đàm Nhi a, à, cũng vừa lúc cùng một đôi với Khâu Nhi, cứ như vậy mới thân càng thêm thân a. À nói xong mã thị nhìn la tuyết nhạn tiểu cô người cảm thấy thế nào la tuyết nhạn không còn gì để nói hai vị đại tàu tha thiết nhìn nàng la tuyết nhạn kiên trì nói chuyện này phải xem ý tứ bọn nhỏ nàng không ngờ dư thị và mã thị có ý tưởng như vậy nhưng mà nàng cảm thấy cũng được mấy tiểu bối la ra bất luận nhân phẩm hay dung mạo điều tốt không nói đến chuyện hôn nhân của thẩm khâu chỉ nói về mấy người cháu trai là lòng biết quan tâm là tác dũng mãnh là thiên sáng sủa quan trọng nhất là tâm địa bọn họ đều tốt, đúng kiểu nàng thích, quan không cần cao, tiền không cần nhiều, giá tâm không cần lớn, trong nhà không cần phức tạp, dù Thẩm Diệu cưới ai cũng sẽ hạnh phúc. Dù vậy, là Tuyết Nhạn vẫn không tự tiện quyết định. Nàng không biết sốt cuộc Thẩm Diệu thích người như thế nào, ban đầu nàng nghĩ Thẩm Diệu thích Phó Tu Nghi, nhưng hai năm qua, nàng chưa từng nghe Thẩm Diệu nhắc một lời đến hắn, dần dần cũng yên lòng hay là lúc nào đó chúng ta dò hỏi ý tứ Kiều Kiều xem thế nào? Mã Thị vội vàng nói, nếu Kiều Kiều coi trọng đứa nào thì cũng là phúc đức của La Gia, con dâu tốt như vậy, sinh ra cháu trai nhất định thông minh, cháu gái nhất định xinh đẹp. La Tuyết Nhạn ngượng ngùng, oán trách nói, tổ tử, nói chuyện này có quá sớm không? Mã Thị phất tay, còn không phải ta sợ Kiều Kiều bị người khác nhanh tay cướp mất hay sao? Nói đùa một lúc, bên ngoài có gã sai vặt vào bẩm báo, phu nhân, trong cung có người đến, tướng quân bảo các người đến đại sảnh. Người trong cung vừa truyền ý chỉ ban thưởng đến, sao bây giờ lại đến nữa, tiếp tục ban thưởng à? Mã thị đứng dậy, thuận miệng hỏi. Hình như là có ý triệu cô ra hồi kinh, gã sai vật đáp, là tuyết nhạn đang đứng dậy động tác bỗng cứng đờ. Sảnh chính là ra rối loạn, không phải người loạn mà là tâm loạn, một đạo thánh chỉ của văn huệ đế, muốn thầm tín và ra quyến hồi kinh, khôi phục uy danh uy vũ đại tướng quân, còn nói muốn trả lại binh phù thẩm gia quân cho thẩm tín. Hai năm trước văn huệ đế trước bàn dân thiên hạ tát thẩm tín một bạt tay, hai năm sau lại phô trương thanh thế đưa cho hắn một quả táo ngọt. Nhưng mà thẩm tín có ăn quả táo này hay không lại là chuyện khác. Là tùy ngồi ở ghế chủ vị, vì trọng trấn la gia quân mà tóc trên đầu hắn ngày càng bạc, nhưng cũng ngày càng uy nghiêm. Hắn nhìn thẩm tín nói, lễ chiều công sắp bắt đầu, hoàng thượng muốn ngươi hồi kinh, về kịp trước khi chiều cống diễn ra. Sự kiện này cứ 100 năm lại diễn ra một lần, lần gần nhất thiếu chút nữa bị Tần Quốc nắm lấy sơ hở. Tiên Hoàng nhờ vào tả ra và thẩm ra mới miễn cưỡng vượt qua. Tình thế hôm nay càng khó khăn hơn, ngoại từ Tần Quốc còn có Đại Lương Quốc. Nếu nói nước Tần là minh tề kiêm kỵ, thì Đại Lương đúng là làm người ta sợ hãi. Nước Đại Lương nằm ở phía Nam, chủ phú giàu có, binh hùng tướng mạnh, vô vĩnh nhạc trị vì Đại Lương là một minh quân triều thần nhiều người trung nghĩa, khác hẳn minh tề chướng khí mù mịt. Nếu nước đại lương có giã tâm, thâu tóm minh tề chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không hiểu vì sao vĩnh nhạc đế vẫn chưa hành động, hoặc có thể hắn đang chờ thời cơ, thâu tóm cả hai nước tần và minh tề để thống nhất thiên hạ. Thế đạo vốn như vậy, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, thế cuộc chân vạc minh tề, tần và đại lương cuối cùng sẽ tan vỡ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Văn Huệ Đế cũng hiểu điều này, nhưng hắn không muốn khi hắn còn sống lại nhìn thấy chuyện như vậy từ ngày tạ cảnh hành bị giết tạ đình không màng việc triều chính Thầm tín thì bị đoạt binh phù đóng đô ở tiểu xuân thành văn huệ đế có hối hận hay không chẳng ai biết nhưng trước mắt ai cũng hiểu hắn muốn thẩm tín trở về chống đỡ cục diện nhất là sau khi thẩm tín giúp la tùy khôi phục la gia quân ai cũng ngầm thừa nhận thẩm tín là một tướng quân có thực lực một tay làm nên sự nghiệp Văn Huệ Đế làm cho mọi người hiểu được, Minh Tề đang cần thẩm tín. Thời điểm cần ngươi phải xuất hiện, không cần đá ngươi thì ngươi phải đi. Từ lâu thẩm tín đã giác ngộ sự vô tình vô nghĩa này. Kẻ sĩ chết vì chi kỳ, hoàng thất có thể xem là chi kỳ của hắn sao? Ngươi trở về thôi, là tùy nói, trở về lấy lại tất cả những thứ thuộc về ngươi. Để những kẻ kia nhìn cho rõ, con rể La ra, con trai thẩm gia là dạng người gì. Thẩm Diệu mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng dự đoán được vua văn huệ triệu thầm tín hồi kinh, cũng dự đoán được thế cục ở kinh thành sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại không dự đoán được vị tướng quân cổ hủ huy nghiêm của La Gia có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nàng trợn tròn mắt, La Tùy nhìn thấy cười cười, nói, nhà đầu, người cũng nghĩ như vậy đúng không? Mọi người trong sảnh đều nhìn thầm diệu, ánh mắt La Doanh và La Đài khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói gì. Thẩm Diệu thở dài trong lòng, đạo hạnh vẫn không lọt qua được ánh mắt lõi đời của La Tùy, cả đời hắn đã gặp qua vô số người, ánh mắt sắt chuẩn, có lẽ từ khi vừa bắt đầu trọng trấn quân đội La Gia, hắn đã biết nàng có mục đích gì. Nàng cảm tạ sự tín nhiệm của La Tùy, cảm giác có người nhà chống lưng thật tốt. Thẩm Diệu nhìn La Tùy, khóe miệng cong lên, đúng vậy, ông ngoại. La Tùy cười ha ha, La Lăng và La Táp mỉm cười nhìn Thẩm Diệu. La Đàm và La Thiên nhìn nhau, không hiểu người trong nhà đang nói chuyện gì. Ánh mắt la tuyết nhạn và thầm khâu phức tạp, rời kinh hai năm, nay lại muốn trở về sao? Lấy lại những gì đã mất, binh lực, uy thế, còn có tôn nghiêm, làm cho mọi người đều biết, người thẩm ra lợi hại cỡ nào. Lão hổ không vì lưu lạc mà biến thành chó, rồng ẩn mình trong mây cũng vẫn là rồng, sẽ có một ngày bay vút lên chín tầng mây. Thẩm tín ôm quyền nhìn la tùy nói, Mạc tướng cần tuân lời dạy của tướng quân chương 134, Hồi Kinh. Từ Tiểu Xuân Thành đến Định Kinh núi cao đường xa, bôn ba ngàn dặm. Nên vừa nhận được thánh chỉ, ngày hôm sau cả nhà thẩm tín đã lên đường. Đồng hành còn có La Lăng và La Đạm. La Lăng là do La Tùy phái đi, hắn là trưởng tôn của La Gia, tương lai sẽ là gia chủ. La Tùy muốn La Lăng có cơ hội học hỏi, nhân tiện biết được tình thế hiện tại ở Minh Tề. La Táp ở lại Tiểu Xuân Thành cùng trưởng bối tiếp tục huấn luyện binh lính là đàm thì lén trốn trong xe ngựa, núp ở sau dương, đi rất lâu mới chui ra, đuổi nàng cũng không về, đành cho người truyền tin trở lại báo bình an, rồi dẫn nàng theo đến Kinh Thành. Là đàm hết sức tò mò đối với Kinh Thành, luôn miệng cam đoan không gây rối. Lần này hồi kinh, trừ quân đội thẩm gia lúc trước còn sót lại, thẩm tín còn mang theo một bộ phận quân đội la gia. Đây là những người do thẩm tín và thẩm khâu tự mình thao luyện, cũng là những binh lính tinh nhuệ nhất, Từng người trong bọn họ nếu đặt vào đội ngũ đều có thể trở thành đội trưởng. Toàn quân không chú trọng số lượng mà quan tâm tới chất lượng. Bọn họ theo bên người thẩm tín với thân phận hộ vệ. Mùa xuân xuất phát, mãi đến cuối mùa thu, lá cây ven đường dần dần khô héo rơi rụng đầy đất. Mới tiếp cận kinh thành. Sắc trời tối dần, đoàn người tìm nhà trọ ở ngoại thành nghỉ tạm. Thẩm Khâu nói: sáng sớm ngày mai vào thành, chúng ta sẽ trú ngụ ở ngôi nhà đã mua trước khi rời kinh la tuyết nhạn đã nói với la gia về chuyện thẩm gia chia nhà la lăng và la đàm cũng hiểu ý la đàm chống má nói tiểu cô chúng ta tìm một nơi náo nhiệt để ở được không ta mới đến kinh thành lần đầu nếu được ở tòa nhà náo nhiệt một chút thì tốt la tuyết nhạn cười nói nhà ở thành đông là náo nhiệt nhất rồi nhưng chúng ta đi đã hai năm không biết có thay đổi gì không cái này đơn giản la đàm quay qua hỏi tiểu nhị vị tiểu ca này người có biết nơi nào ở kinh thành náo nhiệt nhất hay không? Tiểu nhị không rõ lai lịch của bọn họ, nhưng nhìn thấy nhiều binh lính, nhóm chủ nhân lại ăn mặc tinh tế, tiểu cô nương ngồi chính giữa khí chất cao nhã, vừa thấy đã biết là quý nhân, nên không dám chậm trễ, nhiệt tình trả lời, tiểu thư, ở kinh thành nơi nào cũng náo nhiệt a, à, nhưng náo nhiệt nhất vẫn là thành đông và thành nam, thành đông có nhiều cửa hàng, mua son phấn vải vóc tiện lợi, thành nam có nhiều tiểu lâu, muốn ăn ngon thì phải đến đó là đàm không vừa lòng với câu trả lời chung chung như vậy, dẫu môi nói chỉ có thế thôi à. Tiểu nhị sợ nàng hơn giận, nghĩ một chút rồi nói, nếu tiểu thư thích chỗ náo nhiệt, thì nên đến thành nam. Gần đây người nước tần và nước đại lương đến, hoàng thượng sắp xếp cho bọn họ trú tại đường diễn khánh ở thành nam. Nơi đó có gì đặc sắc, là đàm hỏi, đó là địa phương xa hoa, đắp đỏ nhất kinh thành. Thẩm khâu giải thích, hoàng thân quốc thích cũng không có mấy người được đến đó ở, lúc trước chỉ có quốc cứu ở đó một thời gian. Là đàm kinh ngạc, sang quý đến như vậy, rồi lại thất vọng, nhưng mà đắc đỏ như vậy, chúng ta mua không nổi tòa nhà ở đó nha. Tiểu nhị sợ hãi, cẩn thận nhìn la đàm, đừng nói mua nhà ở đường Diễn Khánh, dù là vào đó thuê trọ mấy ngày cũng là kẻ có quyền thế, địa vị ngập trời. Tiểu thư này to mồm như vậy làm tiểu nhị hoài nghi có phải hắn nhìn lầm người rồi hay không? đây chỉ là những kẻ quê mùa thiếu kiến thức lần đầu vào thành có phải không? Đừng lo, thẩm diệu nói, đường diễn khánh tiếp giáp một ngã tư, chia ra nhiều ngõ nhỏ, giá cả ở đó không đắt lắm, vẫn có thể ở được. Tiểu nhị lại sừng sốt, theo bản năng nói, vị tiểu thư này nói không sai, đúng là như thế. Kiều Kiều cũng muốn xem náo nhiệt, thẩm tín hỏi, tính tình thẩm diệu trầm lắng, hôm nay nói như vậy, chứng tỏ rất có hứng thú ta cảm thấy có chút mới mẻ. Thẩm Diệu cười cười. Tốt, tốt, hai mắt La Đàm tỏa sáng nhìn Thẩm Diệu, biểu muội, người thật là tốt. Nàng nghĩ Thẩm Diệu vì nàng mới cố ý nói như vậy nên rất cảm kích. Thẩm Diệu dương mắt nhìn Tiểu Nhị, người Tần Quốc và Đại Lương đã đến rồi à? Ánh mắt Tiểu Nhị từ đầu không tự chủ theo sát Thẩm Diệu, vị tiểu thư thoạt nhìn nhỏ tuổi này khí chất đặc biệt thu hút người khác, nàng chỉ ngồi đó thôi mà chiếc ghế dựa dường như được nạm vàng rực rỡ nghe nàng hỏi hắn lập tức cung kính đáp đúng vậy tần quốc và đại lương đều phái người đến chúc mừng lễ triều cống đã được an bày nghĩ lại tại đường diễn khánh bọn họ phái ai đến thẩm diệu hỏi tiểu nhị gãi đầu tần quốc là thái tử điện hạ và minh an công chúa đại lương là đệ đệ của vua vĩnh nhạc còn gọi là duệ vương thẩm diệu nói đa tạ đợi tiểu nhị đi rồi la lăng hỏi biểu muội đối với những người mới đến này có kiến giải gì không thẩm diệu cười, không có gì, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Là đàm cười tùm tìm nói, mặc kệ thế nào, ngày mai nhập thành, chúng ta có thể xem náo nhiệt rồi. Hoàng cung, tầm cung của hoàng đế, mùi thuốc nam tràn ngập hòa với mùi trầm hương làm cả gian phòng ám trầm. Văn Huệ đến nhắm hai mắt nằm trên long sàng, ngồi bên cạnh là một mỹ nhân dịu dàng đút thuốc cho hắn, nàng chính là đồng thục phi. Nàng cực kỳ cẩn thận, mỗi lần văn huệ đế chỉ có thể uống một muỗng nhỏ, nàng cũng kiên nhẫn thổi nguội rồi đút từng muỗng, một tay nhẹ nhàng vuốt ngực làm hắn dễ dàng hô hấp. Rất lâu sau mới đút xong, nàng lấy từ bát bên cạnh một miếng mứt trái cây nhét vào miệng hắn. Văn huệ đế nhíu mày, đợi nuốt xong, trong miệng không còn vị đắng mới nói, làm khó người còn nhớ rõ chuyện này. Bệ hạ không sợ đắng, là nô tỳ sợ bệ hạ chịu đắng, đồng thục phi dịu dàng cười nói, bệ hạ nể mặt nô tỳ ăn một chút mướt này đi. Văn Huệ đế bị nàng chọc cười, trong mắt đầy vẻ nhu hòa nói, trong cung này, chỉ có ngươi hiểu chậm nhất. Thời gian hai năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, Văn Huệ đế dù khỏe mạnh cũng không chống đỡ được thời gian. Huống chi hắn có nhiều người con trai mạnh mẽ trí tuệ, sẵn sàng thay thế hắn bất cứ lúc nào. Tình thế trong ngoài đều nguy cấp, hắn dần già đi, cơ thể ngày càng nhiều bệnh hắn như vậy không còn chống đỡ được cho thái tử vốn ốm yếu, phe thái tử dần mất thế cục, phe chu vương, tĩnh vương mạnh mẽ tranh quyền, phe hiên vương và ly vương như hồ rình mồi, nữ nhân hậu cung cũng chia phe phái làm văn huệ đế phiền chán, từ đó đồng thục phi và định vương phó tu nghi an phận thủ thường dần chiếm được lòng hắn. Đế vương an tâm nhất là những kẻ không có dã tâm. Thời điểm hắn bị bệnh, luôn chịu đồng thục phi vào hầu hạ. Đồng thục phi vốn hiểu lòng người, chiếm được tâm hoàng đế không hề kiêu căng mà càng cẩn thận chặt chẽ, cũng không thổi gió bên tai hoàng đế về chuyện của định vương. Điều này càng làm văn huệ đế hài lòng, ngẫu nhiên sẽ cùng nàng nói chút chuyện phiền lòng trên triều chính mà hắn không tiện tâm sự cùng người khác. Triều cống sắp bắt đầu, văn huệ đế thở dài, người truyền tin nói, thầm tín rất nhanh sẽ về đến kinh thành. Chấm trục xuất hắn hai năm, chỉ sợ trong lòng hắn có oán khí. Nếu không phải tình thế khẩn cấp, chấm tuyệt đối sẽ không dẫn sói vào nhà. Bệ hạ, đồng thục phi cười nói, thầm tướng quân là thần tử của ngài, vì ngài ra sức là chuyện tiên kinh địa nghĩa, ngài bảo hắn làm cái gì hắn sẽ làm cái đó, bệ hạ tội gì tra tấn chính mình. Thần tử, văn huệ đế cười lạnh, thần tử này uy tín, danh vọng còn cao hơn chấm, làm sao chấm có thể tin hắn chỉ muốn làm thần tử. Tạ đỉnh lúc trước cũng thế, may mắn là hắn mất con trai, nản lòng thoái chí, tạ ra hiện tại không có nhân tài, chấm cũng lười đuổi cùng giết tận riêng thẩm gia chiều cống lần này trẫm cảm thất rất bất an hậu cung không tham chính đồng thục phi không tiện tiếp lời nên chỉ cúi đầu im lặng xoay xoay cái bát trong tay lúc này trong tầm cung của đồng thục phi có một người đang đứng người nọ mặc chiều phục chính là phó tu nghi so với hai năm trước hắn càng ổn trọng thành thục thanh cao tao nhã thẩm tín hôm nay nghỉ ở ngoài thành sáng sớm ngày mai vào kinh thị vệ trước mặt hắn khom người thấp giọng nói phó tu nghi nắm chặt chén trà trong tay không biết nghĩ gì một lát sau đột nhiên nhoẻn miệng cười bùi tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán ngày mai hắn nói truyền lệnh xuống thời điểm thầm tín vào thành toàn quân cung nghênh thị vệ chắp tay vâng lệnh vội vàng lui xuống gương mặt phó tu nghi thâm trầm hai năm trước hắn âm thầm đâm sau lưng thầm ra nhưng kế hoạch không hoàn toàn theo ý hắn lần này bọn họ hồi kinh làm hắn có cảm giác đây chỉ là một nước cờ của thẩm gia, có lẽ thẩm tín đã sớm biết sẽ có một ngày hắn quay lại kinh thành, nên lúc rời đi mới dứt khoát như vậy. Nếu sự thật là thế, thẩm gia cũng nên chuẩn bị trở thành bia đỡ đạn, để văn huệ đế, phe chu vương, ly vương, tần quốc thậm chí là đại lương quốc nhìn chằm chằm đi. Phó tu nghi hẳn nhất kẻ nào đùa bỡn hắn, dám tính kế hắn, hắn muốn thẩm gia phải trả giá thật lớn. Sáng hôm sau, đoàn người thẩm tín tiếp tục hành trình từ đây đến nội thành mất khoảng nửa ngày đường vì còn phải ổn định chỗ ở nên ai cũng muốn xuất phát sớm đến cổng thành thị vệ vừa thấy lệnh bài của thẩm tín thì cung kính nói thì ra là thẩm tướng quân nói xong hắn lệnh quân binh nhanh chóng mở cổng nghênh đón đoàn người thẩm tín vào thành là đàm nói tiểu dưỡng bọn họ thật tôn kính người a xem ra chức quan của tiểu dưỡng rất lớn thẩm khâu và thẩm diệu đồng thời nhíu mày Ngày bọn họ rời kinh, đám thủ vệ này mặt lạnh như tiền, hận không thể đạp cả nhà họ ra khỏi thành nhanh một chút. Giờ bỗng dưng nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ có người đứng sau sai khiến? Là Đàm vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, thở dài nói, đây là kinh thành a, à, thật là to lớn đông đúc. A, à, biểu muội, các tiểu thư ở đây thật là đẹp nha, sao có thể trắng nõn như vậy chứ? Trời ạ, à, ngay cả các thiếu gia nhìn cũng phấn nộn a. À. Nàng huyên náo như vậy, có người ở gần nghe thấy, quay đầu lại nhìn, vừa thấy thì kinh ngạc, là thẩm tướng quân, thẩm tướng quân đã về rồi. Thẩm tướng quân đã về rồi. Thẩm tín ở trong lòng dân chúng thanh danh hiền hách, hai năm qua bọn họ rời kinh, tạ ra lại suy sụp làm dân chúng luôn cảm thán anh hùng mặt lộ. Từ sau khi nước tần và đại lương cử người đến tham gia triều cống, dân chúng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Chính vào lúc này thẩm tín lại trở về, làm chỗ dựa cho dân chúng, ai nấy thở phào nhất thời dân chúng nồng nhiệt hoan hô, mọi người bu quanh xe ngựa hò hét làm đoàn người không thể đi tiếp. Là đàm kinh ngạc che miệng, trời ạ, à! thanh danh của tiểu dưỡng ở kinh thành thật cao. Mấy người la lăng bên ngoài khó xử, trở về được mọi người chào đón là chuyện tốt, nhưng thẩm tín không phải thắng trận trở về, mà là được hoàng đế triệu hồi sau hai năm trục xuất. Tiếng hoan hô của dân chúng càng lớn, thì cái tát rơi vào mặt văn huệ đế càng vang dội, đây rõ ràng là dân chúng không đồng tình với quyết định của Hoàng đế hai năm trước A. À? Trong xe ngựa, sắc mặt la tuyết nhạn và thầm diệu cũng trầm xuống. Nhất là thầm diệu, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, chỉ có la đàm chưa hiểu ngoặt nghẹo bên trong, vui sướng vì uy danh của thầm tín. Đường đi bị dân chúng vây kín, thầm tín phái vài hộ vệ đứng ra giải tán, mọi người mới dừng kích động tránh đường. Mạc Kinh và A Chí được phái đi tìm nơi ở, đúng như lời thầm diệu, ngã tư đường Diễn Khánh ở thành Nam nối liền với vài con đường có khá nhiều tòa nhà tốt. Bạc của thẩm tín hiện tại dùng để nuôi quân nên không dư giả, nhưng thẩm diệu muốn đến thành Nam ở, thẩm tín đồng ý ngay không hề do dự. Xe ngựa chạy đến thành Nam. Càng gần đường Diễn Khánh người qua lại càng thưa thớt, bởi người ở đây đều là quan to quý nhân, dân chúng tóc húi cua không mua nổi chỗ ở như vậy. Xe ngựa chạy rất thuận lợi, mà kình chạy đến báo đã tìm được tòa nhà, tạm thời vào ở trước, ngân lượng từ từ bàn lại, chủ nhân tòa nhà biết được người mua là thẩm tín, cũng không cần đặt cọc. Bỗng nhiên bên ngoài thổi tới một trận gió, làm mảnh xe ngựa bay lên rồi nhanh chóng trở về vị trí. Chỉ một thoáng qua nhưng thầm diệu rõ ràng có cảm giác bị người theo dõi, nàng trở nên cảnh giác, trong lòng không thoải mái. Trên nóc một tòa nhà, một nam tử trẻ tuổi tay cầm sáo ngọc đứng sóng vai với một thiếu nữ, gương mặt cô gái như hoa như ngọc, nàng mặc y phục màu vàng, mắt to môi nhỏ, đầu đầy châu ngọc, tuy có chút tục khí nhưng lại hết sức hút mắt người nhìn. Nàng liếc nhìn xe ngựa phía xa, khinh thường nói, đây chính là đại phòng thầm gia hà, cũng chỉ có thế mà thôi. Nam tử bên cạnh nàng khoảng 20 tuổi, cũng xem như tuấn lãng, gương mặt hai người có nét tương đồng, nhưng nam tử có chiếc mũi quặp như diều hâu, làm người khác có cảm giác nặng nề xa cách. Hắn cười cười, người có thể làm cho hoàng thất minh tề kiêng kỵ là kẻ đầu đường xó chợ được sao? ca ca cười cái gì chứ? Cô gái kiêu căng nói, Lâm An Hầu tả ra trước đây chẳng phải cũng không kiêng nể ai đó sao? Hiện tại chui rúc khác nào con chó, tả cảnh hành ngay cả thi thể cũng không còn, ta đoán chắc thẩm ra trước sau sẽ trở thành tả ra thứ hai. Nam tử vẫn cười không tiếp lời nữ tử. Trong một trạch viện khác, dưới tán cây xanh um tươi tốt lộ ra một bóng người, hắn mặt kim bào màu tím đen, tay bưng chén trà, bàn tay trắng nõn nhưng tràn đầy lực lượng, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc làm người nhìn có cảm giác cả bàn tay đều được chạm khắc từ Mỹ Ngọc Thượng Hạng. Chén trà chuyển đến gần, lộ ra chiếc cầm duyên dáng, đôi môi ửng đỏ, nhấp một ngụm trà xong trở nên ướt át câu hồn đoạt phách. Hắn chậm rãi cong khóe môi. Tòa nhà mà kinh tìm được có vị trí tốt, chủ nhân ra giá hợp lý, vợ chồng thầm tín là người nhanh nhẹn sảng khoái, bàn bạc xong xuôi liền chuyển giao khế đất, báo lên quan phủ tòa nhà đã đổi chủ. Vừa làm xong, cái giám trong cung đến truyền chỉ ngày mai thẩm tín vào cung thời điểm nước sôi lửa bỏng văn huệ đế không gấp không được cả nhà thầm tín tiếp chỉ bận rộn xong thì đã đến cơm chiều một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua sân viện thẩm rượu và la đàm được bố trí gần nhau tòa nhà này không rộng bằng thẩm phủ nhưng rất sạch sẽ và có nét riêng thẩm tín và thẩm khâu chỉ tiếc không có sân bãi để thao luyện la tuyết nhạn và la đàm lại hết sức hài lòng thẩm diệu trước giờ không coi trọng ngoại vật nên không có ý kiến. Bóng tối sụp xuống, la đàm đến phòng tìm thẩm diệu. Nàng bọc một thân áo choàng ngồi trên ghế dài nói, biểu muội ta không ngủ được, ngươi trò chuyện với ta đi. Ngươi muốn nói chuyện gì? Thẩm diệu đã cho mấy người kinh chập lui xuống nghỉ ngơi, tự mình khơi bắc cho đèn sáng lên, nàng đang xem sách nhưng không tập trung được. Ta không ngờ định kinh lại như thế này. Giọng nói La Đàm không rõ là mất mát hay vui sướng, ta vẫn nghĩ bên ngoài cũng giống như Tiểu Xuân Thành, bất quá là lớn hơn một chút, nhưng không ngờ Định Kinh vượt xa trí tưởng tượng của ta, còn to lớn, náo nhiệt hơn so với những gì thuyết thư tiên sinh kể trong các tiểu lâu. "Biểu muội à, ta, ta hơi sợ." Một đại tiểu thư vô pháp vô thiên như nàng cũng có lúc sợ hãi, Thẩm Diệu cười nói, "Thế này thì có gì đáng sợ?" Ta một mình ra ngoài, tất nhiên sợ rồi, tuy có Lăng Ca ở đây, nhưng dù sao nơi này đối với ta không quen thuộc biểu muội có bao giờ ngươi sợ hãi như ta lúc này không trước đây tiểu cô tiểu dưỡng ở tây bắc chỉ có một mình ngươi ở kinh thành ngươi không sợ hãi sao sợ hay không cũng vậy thôi thẩm diệu thản nhiên đáp một thân một mình ở lại thẩm phủ đối với nàng không hề đáng sợ bởi lúc đó trong mắt nàng những người thẩm gia đáng tin cậy cảm giác giống la đàm có lẽ là thời điểm nàng đến tần quốc làm con tin Nói đến Tần Quốc, ánh mắt thầm diệu lóe lên, nhớ lại lời tiểu nhị nói sáng nay, người nước Tần và Đại Lương đã đến. Tiếp trước, thời điểm chiều cống nàng đã gặp Thái tử Tần Quốc và người Đại Lương, Đại Lương khi đó không hề che giấu giã tâm làm Minh Tề hết sức kiêm kỵ. Vì kiềm chế Đại Lương, Minh Tề và Tần Quốc vẫn luôn thử lòng nhau, cho đến khi Phó Tung Nghi đăng cơ, để nàng là Hoàng hậu đến Tần Quốc làm con tin, hai nước mới đạt được minh ước nàng nhớ rõ thái tử tần quốc hoàng phù hạo là một người cay nhiệt ngoan độc không biết vì sao hắn luôn đối nghịch với nàng minh an công chúa thì rất kiêu căng làm người ta sợ hãi những khuất nhục của nàng ở tần quốc đa số đều do huynh muội bọn họ ban tặng về phần duệ vương của đại lương thẩm diệu nhíu mày kiếp trước triều công sứ giả của đại lương không phải là duệ vương mà là một hoàng thân quốc thích khác danh tiếng duệ vương không nhỏ hắn là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với vĩnh nhạc đế nhưng hắn rất ít khi lộ diện hiểu biết của nàng đối với hắn gần như là con số không, phó tu nghi cũng chưa từng nhắc qua người này. Bánh xe vận mệnh đang từ từ cải biến. Là đàm không thấy thẩm diệu suy nghĩ xuất thần, vẫn tự mình nói chuyện, lúc trước ta còn nghĩ, nếu có thể đến kinh thành nhất định phải đến phủ lâm an hầu bái kiến tạ tiểu hầu ra, không ngờ rốt cuộc đến được đây thì người đã không còn. Nói rồi, nàng bỗng thương cảm, sao lại không chờ ta đến chứ? Thẩm diệu sướng sờ, lúc vừa vào thành La Tuyết Nhạn đã điều động gia nhân ở tòa nhà cũ, mua trước lúc rời kinh để hỏi chuyện trong kinh thành hai năm gần đây. Chuyện của tả cảnh hành là một đại sự, sau khi tả cảnh hành mất, tạ ra như thuyền mất lái, tạ đỉnh đau lòng con trai trong một đêm như già đi 10 tuổi, hắn dâng sớ muốn cáo lão tử quan, nhưng văn huệ đế không đồng ý. Tuy vẫn là quan nhưng tạ đỉnh không còn ý chí chiến đấu, cả ngày vật vờ ngơ ngẩn. Hai đứa con thứ của hắn không chịu thua kém, dần nhập sĩ, được bố trí chức quan, tuy không to nhưng được đánh giá rất tốt, vài năm nữa cũng có thể trở nên nổi bật. Khi tin tức tạ cảnh hành tử trận được truyền tới Kinh Thành, Vinh Tín công chúa đến phủ lâm an hầu quậy một trận, nàng chỉ mặt mắng tạ đỉnh vô tình vô nghĩa, chính thê và đích tử của hắn không ai sống nổi ở chốn hầu phủ ăn thịt người này. Vinh Tín công chúa vừa khóc vừa kể, đem đồ vật trong phủ lâm an hầu ném sạch, sau khi trở về phủ công chúa thì ru rú trong phủ, không giao thiệp với ai nhà họ tô có giao hảo với phủ lâm an hầu cũng ngày càng xuống dốc không chỉ tô dục mà ngay cả người con trai được dự đoán tiền đồ trái rộng cũng trở nên im hơi lặng tiếng tóm lại sự kiện tả cảnh hành ngã xuống kéo theo sự suy thoái của tả gia làm dân chúng tiếc hận không thôi thiếu niên phong lưu kiệt ngạo anh dũng trên chiến trường tư thế oai hùng mạnh mẽ cuối cùng lại từ trận thảm thiết khó trách nữ tử minh tề nghe tin đều khóc tức tưởi thẩm diệu nhìn ngọn đèn nhảy múa hai mắt nhìn La Đàm dần ngã xuống tháp ngủ gục. Trong phòng La Tuyết Nhạn đang chải tóc, tuy đã là mẹ của hai đứa con, tóc nàng vẫn đen bóng, không hề có sợi bạc, nhìn như mái tóc một thiếu nữ. Thẩm Tín cởi áo giáp nặng nề, nghe La Tuyết Nhạn nói, ngày mai tiến cung, ta cảm thấy hơi lo lắng. Sợ cái gì? Thẩm Tín đi đến sau lưng, đặt tay lên vai nàng. Trần An cũng đâu phải lần đầu chúng ta tiến cung, người đừng sợ hãi có chuyện gì cũng có ta ở đây. Ta không sợ chuyện này, là tuyết nhãn liếc hắn, lần này chúng ta có thể trở về là vì sao, trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ, chỉ sợ hoàng đế có tâm đề phòng chúng ta. Lúc sắp về ta đã nói chuyện này với phụ thân, ông nói, có thể bệ hạ sẽ tìm cách ràng buộc thẩm ra. Thẩm tín nhướng mày, phu nhân nói lời này là có ý gì? Hôn sự của Kiều Kiều và Khâu Nhi vẫn chưa định xuống. Là tuyết nhãn nhắc nhở, nếu trong hai năm ở Tiểu Xuân Thành, hai đứa chúng nó đã thành thân thì bây giờ ta cũng không cần lo lắng thế này. Không ngờ thánh chỉ đến nhanh như thế, đại phòng chúng ta lại lần nữa đắc thế, trở thành miếng bánh ngon trong mắt mọi người, có khi nào vì muốn khống chế chúng ta, hoàng đế sẽ chạy đến làm chủ hôn nhân của Khâu Nhi và Kiều Kiều hay không? Thẩm tín hoảng hốt, sao có thể? Vô lý, trong mắt thẩm tín, dù việc gì xảy ra, hôn nhân của con trai, con gái không thể dùng để đổi chắc hay sắp đặt mưu đồ chính trị. Khâu Nhi còn đỡ, chỉ có Kiều Kiều, ta cảm thấy hôn nhân của nàng không thể trì hoãn được nữa. Là Tuyết Nhãn nói Kiều Kiều hiện tại cũng đã 16, ở Tiểu Xuân Thành thì thấy không sao, nhưng ở Kinh Thành các thiếu nữ bằng tuổi nàng đã định xong hôn ước, chờ 2 năm sau 18 gả đi cũng hợp lý. Bây giờ thừa dịch trong cung chưa truyền ra ý chỉ, chúng ta phải định hoạt hôn sự cho Kiều Kiều đi thôi vội vã như vậy sao có thể tìm được người trong sạch. Thẩm tín trần chờ nói, huống hồ còn phải tìm hiểu nhân phẩm, gốc gác đối phương. Người cảm thấy, là tuyết nhạn nhìn hắn, lăng nhi như thế nào. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn